Một con tàu treo cờ Canada hôm 28 tháng 6 đã đưa vào bờ các mảnh vỡ từ tàu lặn Titan. Con tàu này bị nổ khi đang trên đường lặn xuống khám phá xác tàu Titanic vào hồi đầu tháng này, khiến cả 5 người trên tàu đều thiệt mạng. Video cho thấy bộ phận giống như là mũi của chiếc tàu và những mảnh vỡ khác được bọc trong tấm bạt trắng tại bến cảng St. John ở Newfoundland vào sáng 28 tháng 6. Dây cáp xoắn và các vật dụng khác có lẽ liên quan đến động cơ của chiếc tàu lặn 6,7 mét nằm trong số những mảnh vỡ được trục vớt. Trong khi đó, hãng tin AP dẫn lời tuần duyên Mỹ cho biết rất có thể họ đã tìm thấy thi thể người từ những mảnh vỡ của tàu lặn Titan và đang chuyển bằng chứng về Mỹ. Theo đại úy Jason Neubauer, người dẫn đầu cuộc điều tra tàu lặn Titan, bằng chứng sẽ cung cấp cho các nhà điều tra về những hiểu biết quan trọng về nguyên nhân của thảm kịch này. Vẫn còn rất nhiều việc phải làm để tìm hiểu các yếu tố dẫn đến tổn thất thảm khốc của tàu Titan và giúp đảm bảo thảm kịch tương tự không tái diễn. Thu thập các mảnh vỡ cũng là một phần quan trọng trong việc xác định những gì đã xảy ra, bao gồm tiêu chuẩn an toàn của con tàu. Các chuyên gia trong ngành từ lâu đã nghi ngờ về thiết kế của con tàu và đặt ra câu hỏi về vấn đề đảm bảo an toàn của OceanGate, công ty Mỹ vận hành tàu lặn. Công ty này hiện đã bị đóng cửa. Các mảnh vỡ từ tàu Titan nằm ở độ sâu khoảng 3.810 mét dưới biển và cách tàu Titanic khoảng 488 mét dưới đáy đại dương, theo tuần duyên Mỹ. Đại diện của Ban An toàn Giao thông Quốc gia Mỹ và Ban An toàn Giao thông Canada, cả hai cơ quan tham gia cuộc điều tra, đã từ chối bình luận. Ông Liam McDonald, phát ngôn viên của Ủy ban An toàn Giao thông Vận tải Canada cho biết, chúng tôi không thể cung cấp thêm bất kỳ thông tin nào vào thời điểm này vì cuộc điều tra đang diễn ra. Tổ chức Hàng hải Quốc tế, cơ quan hàng hải của Liên Hiệp Quốc cho biết, bất kỳ báo cáo điều tra nào về thảm họa cũng sẽ được đệ trình để xem xét. Hãy bấm đăng ký kênh Điểm Nóng Toàn Cầu và nhấn nút chuông để dòng thời sự thế giới luôn sôi động trên màn hình của bạn. Điểm Nóng Toàn Cầu, video mới nhất về thời sự thế giới từ Báo Thanh Niên.